Ok, xin chào mấy bạn. Hôm nay sẽ chơi một tựa game là Hỏi Săn. Bây giờ mình sẽ chơi game Hỏi Săn 1. Ok. Là có nghĩa là game quái vật đấy. Ủa, hay là một quái vật. Quái vật đá như này rất là khủng luôn. Bây giờ mình sẽ vào game. Nó đang bị lag đây. Bây giờ mình sẽ chơi màn nào đây? Thôi bây giờ mình sẽ chơi màn ở dưới nha. Ok. Sẽ vào. Vào. Cái bài này cũng tiến tới ít máu. Đây là con sa mạc. Con sa mạc ghê đó luôn. Ủa gì dữ luôn. Cái này đập này. Đập. Cả hồi đây có zombie nha nè. Nó cận khổ giờ sao nói gì. Thì bật âm thanh lên. Nói chuyện không các bạn. Rồi bắt đầu. Máy bay gót xuống thuyền hoàng. Có quần áo giặt bộ. Ê tóm mau. Rồi. Rồi thời gian. Rồi phải giao lẻ lên. Nó lại quảng cáo nghĩ các bạn. Không sao bây giờ mình sẽ vào nha. Coi. Rồi mình sẽ vào. Ôi có zombie kìa. Tôi chết bạn ơi. Xin lỗi bụng một phát chết luôn. 100% chết luôn. Thôi đẩy được máy bay luôn kìa. Mày ngu. Mày hết hồn. Con tới. Con quái vật từ lòng đó. Nó trồi lên bạn ơi. Chuông. Chuông. Há chuông lẻ. Ôi chết mình. Chết mình. À. Oh no. Cái con quỷ này. À đúng mấy con. Con quái vật lòng đất nãy bạn ghê thiệt. Ui chỗ này. Chỗ này. À quên. Lối khóa tay. Cái con này. Sao ghê quá. Con thòi con lòng đất. Xong tới. Nè em thấy gì trắng trắng không. Chết. Ôi trời ơi. Đẩy luôn cái máy bay khủng rồi. Chết rồi con zombie này. Trời gặp ngay với lói hóa đằng kia. Ô chuông lẹ bạn ơi. Chuông mau. Đi mau. Nó sống tới kia. Chuông. Mau. Coi qua màn tiếp theo. Zombie. Ồ, có một cái quả cọc. Má trời ơi. Chết còn bắn nhầm quả cầu khủng lồ. Rồi xong nuốt chẩn hết luôn. Bắn nhầm con. Ok. Rồi. Bắn nhầm một phát. Ủa, nó kìa. Này quả cầu. Đúng rồi mọi người. Trời đúng rồi, bắn một phát vào quả cầu nó nổ phát. À đúng. Nó cho nó bị gì á. Nó trở nên khổng lồ. Nó chẩn hết tất cả luôn.
mình đã được quả mìa nha. Cái gì không biết luôn. Ok. Khoan, quả cau, quả cau. Này quả cầu. Chết rồi, quả cầu tiến tới. Rồi chết luôn. Đâu quả cầu kia đâu? Đâu rồi? Con muốn đưa ra những suy nghĩ gì hãy nhắn